Thục Anh xin kính chào quý khán giả. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều khu căn hộ được giới thiệu là hạng sang, tuy nhiên chỉ có số ít trong đó đạt đủ các tiêu chí của một khu căn hộ cao cấp. Ngày hôm nay hãy cùng Thục Anh đi tìm hiểu về dự án Mastery Central Point, một dự án được rất nhiều người giới thiệu là khu compound cao cấp nhất của đại đô thị Grand Park, để xem nơi đây có những ưu thế gì để trở thành nơi sống sang nhất và có đáng để đầu tư hay không nhé. Thưa quý vị, hiện tại Thục Anh đang có mặt ngay phía trước khuôn viên dự án Mastery Central Point và đi dọc trục đường chính của đại đô thị Grand Park là chúng ta có thể thấy ngay 5 tòa tháp của dự án này. Và có thể thấy thì dự án này đã thi công xong toàn bộ phần kết cấu. Điểm nổi bật của Mastery Central Point chính là bởi đây là khu compound duy nhất trong đại đô thị Grand Park. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có cư dân mới có thể sử dụng các tiện ích nội khu, đảm bảo tính riêng tư và an toàn. Cùng Thục Anh chờ ngày hoàn thiện các tiện ích đẳng cấp này nhé. Không chỉ có bên ngoài và cảnh quan, các khu vực bên trong như sảnh của dự án này đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ có trần rất cao tới 6m, rất khác biệt so với các dự án khác. Hành lang căn hộ tại Mastery Central Point cũng đang được hoàn thiện, sử dụng concept khách sạn 5 sao với bề rộng là 1m8, lớn hơn những dự án thông thường. Và có một điểm ít được để ý nhưng ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống tiện nghi của cư dân sinh sống tại chung cư, đó là mật độ thang máy. Trung bình tại Mastery Central Point, nếu chia tỷ lệ thì chỉ có chưa đến 3 căn hộ sử dụng chung một thang máy, tiện lợi hơn hẳn so với các dự án khác. Cụ thể, trong khu đô thị Vinhome Grand Park, các dự án khác sẽ có từ 4 đến 6 căn hộ một thang. Thưa quý vị, hiện tại Thục Anh đang có mặt bên trong một căn hộ đang được hoàn thiện tại Mastery Central Point và có thể thấy thì thiết kế của các căn hộ tại đây đã hoàn toàn khắc phục được các vấn đề mà nhiều dự án trên thị trường hiện nay đang gặp phải. Như quý vị có thể thấy trong layout của một dự án cao cấp khác tại thành phố Hồ Chí Minh, bố trí phòng ngủ với view không đồng bộ, phòng ngủ phụ cảm giác tù túng không có cửa sổ, còn Mastery Central Point có phòng ngủ rộng thoáng với hệ cửa sổ lớn, cửa chính được thiết kế hai cánh giúp tăng diện tích đón gió hay dễ dàng vận chuyển đồ công kênh. Tại nhiều dự án khác thì thiết kế không gian phòng khách và bếp khá nhỏ, không phù hợp với sinh hoạt của người Việt Nam. Tại Mastery Central Point, nối liền phòng khách, bếp và khu vực loza giúp cho mở rộng không gian và không khí trong nhà được lưu thông thoáng mát hơn. Ở các dự án hoàn thiện cơ bản trên thị trường thì chúng ta sẽ thường chỉ được bàn giao chân, tường, sàn và có thể có máy lạnh. Nhưng tại Mastery Central Point thì theo như Thục Anh thấy, ở đây được bàn giao khá là đầy đủ, cư dân có thể dọn vào ở ngay. Riêng tại khu vực bếp thì chúng ta đã có chậu rửa, hệ thống tủ bếp, bếp tư, lò nướng đều đến từ những thương hiệu cao cấp hàng đầu. Đặc biệt, các thiết bị vệ sinh tại Mastery Central Point được trang bị rất đầy đủ và cao cấp, như chậu rửa và bồn cầu đến từ thương hiệu Hufler, Kohler, phong tắm đứng, sen tắm, vòi chậu và các phụ kiện đến từ thương hiệu Kohler, Gesty. Một điểm rất ấn tượng tại Mastery Central Point là có tầm view thoáng đãng ra sông Đồng Nai và toàn bộ công viên 36 hectare rộng lớn. Đây là tầm view vĩnh viễn không bị che chắn bởi bất kỳ công trình nào khác, nhờ vào vị trí đẹp và ở trung tâm của đại đô thị. Theo cảm nhận của Thục Anh thì tầm view này quá đẹp để ở, có thể dễ dàng cho thuê và chắc chắn sẽ gia tăng giá trị trong tương lai. Đồng thời, quý vị cũng có thể thấy, việc di chuyển để sử dụng các tiện ích vui chơi trong đại đô thị cũng rất thuận tiện và nhanh chóng, như Vincom Megamall, Đại Công Viên, Trường học VinSchool, Bệnh viện Quốc tế VinMec đều nằm ở liền kề của Mastery Central Point. Với những thông tin cùng những trải nghiệm tại Mastery Central Point thì Thục Anh có thể khẳng định đây là một dự án chuẩn cao cấp như lời đồn, có thể đáp ứng được những tiêu chí khắt khe nhất của khách hàng. Và với kinh nghiệm phát triển nhiều dự án hạng sang và siêu sang của chủ đầu tư Mastery Home thì chắc chắn Mastery Central Point sẽ không để chúng ta phải thất vọng. Và đó là những nhận định của chúng tôi. Còn quý khán giả đánh giá như thế nào về dự án này? Hãy comment ý kiến của bạn vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản nhé.